Pháp xứ đối với sắc thanh hương vị xúc xứ cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, nhãn giới đối với nhãn giới bất khả đắc. Nhãn giới đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng bất khả đắc. Nhĩ giới đối với nhĩ giới bất khả đắc. Nhĩ giới đối với nhãn tĩ thiệt thân ý giới cũng bất khả đắc. Tĩ giới đối với tĩ giới bất khả đắc. Tĩ giới đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý giới cũng bất khả đắc. Thiệt giới đối với thiệt giới bất khả đắc. Thiệt giới đối với nhãn nhĩ tĩ thân ý giới cũng bất khả đắc. Thân giới đối với thân giới bất khả đắc. Thân giới đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt ý giới cũng bất khả đắc. Ý giới đối với ý giới bất khả đắc. Ý giới đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt thân giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, sắc giới đối với sắc giới bất khả đắc. Sắc giới đối với thanh hương vị xúc pháp giới cũng bất khả đắc. Thanh giới đối với thanh giới bất khả đắc. Thanh giới đối với sắc hương vị xúc pháp giới cũng bất khả đắc. Hương giới đối với hương giới bất khả đắc. Hương giới đối với sắc thanh vị xúc pháp giới cũng bất khả đắc. Vị giới đối với vị giới bất khả đắc. Vị giới đối với sắc thanh hương xúc pháp giới cũng bất khả đắc. Xúc giới đối với xúc giới bất khả đắc. Xúc giới đối với sắc thanh hương vị pháp giới cũng bất khả đắc. Pháp giới đối với pháp giới bất khả đắc. Pháp giới đối với sắc thanh hương vị xúc giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, nhãn thức giới đối với nhãn thức giới bất khả đắc. Nhãn thức giới đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng bất khả đắc. Nhĩ thức giới đối với nhĩ thức giới bất khả đắc. Nhĩ thức giới đối với nhãn tĩ thiệt thân ý thức giới cũng bất khả đắc. Tĩ thức giới đối với tĩ thức giới bất khả đắc. Tĩ thức giới đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý thức giới cũng bất khả đắc. Thiệt thức giới đối với thiệt thức giới bất khả đắc. Thiệt thức giới đối với nhãn nhĩ tĩ thân ý thức giới cũng bất khả đắc. Thần thức giới đối với thân thức giới bất khả đắc. Thần thức giới đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt ý thức giới cũng bất khả đắc. Ý thức giới đối với ý thức giới bất khả đắc. Ý thức giới đối với nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý